Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 30 tháng 6, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ tư khóa 14, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự hội nghị có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh. 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhưng Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Nổi bật là Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết số 42 của Chính phủ và quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức giám sát việc thực hiện nghị quyết 42 của Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại 32 khu dân cư của 21 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã ra mắt 4 mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường, 8 mô hình khu dân cư sáng xanh sạch đẹp an toàn, 70 mô hình khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm. Tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc huyện giúp đỡ 55 xã, 87 khu dân cư làm điểm chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, phát huy có hiệu quả 60 mô hình khu dân cư an toàn về an ninh trật tự. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, đánh giá cao những kết quả công tác mặt trận và ghi nhận những nỗ lực phấn đấu bền bỉ của đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận trong thời gian qua. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế trong công tác mặt trận, như chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ở một số cơ sở chưa đồng đều. Công tác tập hợp vận động quần chúng vẫn còn hạn chế. Một số phong trào, cuộc vận động chưa được triển khai thường xuyên, liên tục, hoạt động còn mang tính hình thức. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội tuy đã có nhiều chuyển biến nhưng hiệu quả chưa cao. Để tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cần tập trung rà soát, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020, bám sát nghị quyết số 14 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18 và nghị quyết số 224 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về phương hướng nhiệm vụ năm 2020 để xây dựng chương trình công tác, kế hoạch thực hiện trong thời gian tới với những cách làm mới hiệu quả thiết thực hơn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Chủ động xây dựng chương trình kế hoạch để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết 217-218 của Bộ Chính trị về Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, tình hình đời sống, sản xuất của nhân dân để dự báo và tham mưu cho cấp ủy Đảng chỉ đạo và phối hợp với các ngành chức năng giải quyết kịp thời những kiến nghị đề xuất chính đáng của nhân dân và những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả hoạt động. Chú trọng xây dựng tổ chức Mặt trận Tổ quốc các cấp vững mạnh, thống nhất vai trò của các tổ chức thành viên, thành khối liên minh chính trị vững chắc, tạo nên sức mạnh tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã hiệp thương, thống nhất để 3 vị thôi làm ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2019-2024 và bổ sung 3 vị. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2019. Đồng chí Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh tặng kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc của Bộ trưởng Bộ Công an cho 2 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chiều qua ngày 30 tháng 6, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã chủ trì hội nghị giao ban với đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải cho đồng chí Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải làm trưởng đoàn về tiến độ giải phóng mặt bằng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông qua tỉnh Thanh Hóa. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan, các địa phương Hà Trung, Vĩnh Lộc, Yên Định, Thiệu Hóa, Đông Sơn, Triệu Sơn, Nông Cống, thị xã Nghi Sơn và các đồng chí trong đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải.
dự án đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông qua địa phận 8 huyện của tỉnh Thanh Hóa với tổng số hộ dân bị ảnh hưởng là 9.492 hộ. Trong đó, số hộ bị ảnh hưởng đất nông nghiệp trên 7.000 hộ chiếm 74,41%. Số hộ bị ảnh hưởng đất ở là 2.429 hộ chiếm 25,59%. Tổng diện tích đất bị ảnh hưởng là 816 ha. Đến nay, phần đất nông nghiệp đã giải phóng mặt bằng đạt 95,3%. Phần đất ở đã giải phóng mặt bằng đạt 78,5%. Có 4 huyện đã hoàn thành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng là Vĩnh Lộc, Yên Định, Đông Sơn, Nông Cống. Các huyện Hà Trung, Triệu Sơn, Thiệu Hóa đã cơ bản hoàn thành. Khó khăn nhất hiện nay là giải phóng mặt bằng cho đoạn từ quốc lộ 45 đi Nghi Sơn và Nghi Sơn đi Diễn Châu, tập trung ở thị xã Nghi Sơn. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các địa phương và tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo về tiến độ thực hiện các khó khăn vướng mắc còn tồn đọng và nêu một số đề xuất kiến nghị. Trong đó có việc bổ sung sớm kinh phí thực hiện giải phóng mặt bằng, đề xuất không di chuyển trạm nước ngầm của nhà máy xi măng Nghi Sơn, đề nghị Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu bổ sung các hầm chui, các nút giao đảm bảo tính kết nối của hệ thống giao thông để nâng cao hiệu quả dự án đường cao tốc. Đại diện lãnh đạo Ban quản lý dự án Thăng Long đã trao đổi với các địa phương về các vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, đồng thời đề nghị các huyện có văn bản sớm về vấn đề bổ sung kinh phí, kịp thời chi trả cho người dân và đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, công tác giải phóng mặt bằng cho dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông qua tỉnh Thanh Hóa được tỉnh xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Vì vậy, tỉnh đã chỉ đạo giải quyết vấn đề tái định cư chính sách cho người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cam kết đến ngày 30 tháng 7, Thanh Hóa sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với đoạn Mai Sơn quốc lộ 45 và đến ngày 30 tháng 9 sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng cho đoạn quốc lộ 45 Nghi Sơn và đoạn Nghi Sơn Diễn Châu. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ cho biết, hiện nay Thanh Hóa là địa phương có tỷ lệ giải phóng mặt bằng cho dự án cao tốc Bắc Nam thấp so với mặt bằng chung của cả nước. Hiện Thanh Hóa mới đạt tỷ lệ giải phóng mặt bằng bình quân 78%, trong khi cả nước đạt 81%. Trong đó thấp nhất là tỷ lệ giải phóng mặt bằng cho dự án đoạn quốc lộ 45 Nghi Sơn và Nghi Sơn Diễn Châu. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải thống nhất về các mốc thời gian hoàn thành giải phóng mặt bằng mà tỉnh Thanh Hóa đưa ra, đồng thời cho biết sẽ báo cáo Bộ nghiên cứu những đề xuất của Thanh Hóa để đảm bảo khi dự án hoàn thành sẽ phát huy hiệu quả cao nhất. Cũng trong ngày hôm qua, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì hội nghị giao ban về tiến độ thực hiện các dự án xây dựng chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh. Tình hình thực hiện chỉ thị số 15 ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính, chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sang môi trường làm việc trên môi trường điện tử cho cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở ngành có liên quan. Giai đoạn 2016-2020, Thanh Hóa đã hoàn thành đưa vào sử dụng 13 trong số 34 dự án xây dựng chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh. 10 dự án đang trong quá trình triển khai thực hiện các hạng mục, 2 dự án đang thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, 2 dự án đang hoàn thiện thiết kế thi công, 13 dự án hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Các dự án xây dựng chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh hoàn thành đưa vào sử dụng đã góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân được tiếp cận sử dụng dịch vụ thông minh trong một số lĩnh vực giáo dục, y tế, giao thông, văn hóa xã hội, giúp làm giảm thời gian chi phí cho người dân và doanh nghiệp, tăng tính công khai minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện chỉ thị số 15 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc đổi mới quy trình xử lý văn bản hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sang làm việc trên môi trường điện tử trong các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã. Tính đến ngày 22 tháng 5, tất cả các sở ban ngành cấp tỉnh đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ đúng thời gian quy định. 100% sở ban ngành đã thực hiện ký số cơ quan trên văn bản đi. 100% lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh đã thực hiện ký số cá nhân phục vụ phát hành văn bản điện tử của đơn vị. Các đơn vị có tỷ lệ văn bản ký số cá nhân và lãnh đạo cao như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông. Đối với Ủy ban Nhân dân cấp huyện, tính đến ngày 26 tháng 6, phần lớn Ủy ban Nhân dân cấp huyện đã xử lý văn bản đi đến trên hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Tuy nhiên, vẫn còn một số huyện chưa thực hiện tốt việc chuyển văn bản đến để xử lý trên môi trường mạng. Theo đánh giá của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Nhân dân cấp huyện đã sẵn sàng cho việc xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử vào ngày 1 tháng 7 tới. Thảo luận tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hóa, các sở ngành liên quan và các chủ đầu tư đã nêu lên một số khó khăn như việc triển khai dự án xây dựng chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh là vấn đề mới và khó lường hết những vấn đề phát sinh. Một số lĩnh vực cần chờ triển khai của các bộ ngành trung ương để đảm bảo tính đồng bộ. Cần chú ý yếu tố an toàn từ quá trình mua sắm thiết bị để đề phòng các sự cố về mất an toàn thông tin, mất dữ liệu. Việc triển khai các dự án chính quyền điện tử và dịch vụ thành phố thông minh cần đi đôi với việc chuyển đổi số để phát huy hiệu quả kinh tế xã hội.
về việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng, các đại biểu cho rằng để đảm bảo tính liên thông từ tỉnh đến xã, cần thuê các đơn vị có năng lực để hỗ trợ các đơn vị thuộc cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện trong giai đoạn đầu. Đánh giá thực trạng về hạ tầng công nghệ thông tin và thiết bị để có dự án trang cấp các thiết bị cơ bản, đảm bảo cơ sở vật chất tối thiểu cho việc thực hiện xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng ở cấp huyện, cấp xã. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai dự án xây dựng chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu các ý kiến của các sở ngành thành viên ban chỉ đạo, phối hợp với các chủ đầu tư xây dựng báo cáo chi tiết đánh giá tiến độ thực hiện các dự án xây dựng chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh, làm rõ nguyên nhân khách quan chủ quan ảnh hưởng đến các dự án chậm tiến độ, đề xuất bổ sung một số dự án ứng dụng công nghệ thông tin đã triển khai hiệu quả trong thực tế để triển khai rộng rãi. Về việc thực hiện xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát đánh giá những khó khăn, hạn chế phát sinh trong quá trình triển khai ở cơ sở, có văn bản chấn chỉnh, nhắc nhở, hướng dẫn, hỗ trợ để các cơ quan đơn vị thực hiện tốt hơn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở kế hoạch chuyển đổi số của Chính phủ chủ trì xây dựng kế hoạch chuyển đổi số của Thanh Hóa cụ thể trên từng lĩnh vực giai đoạn 2021-2025. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, Đảng bộ thị xã Nghi Sơn đã chỉ đạo hoàn thành đại hội các đảng bộ chi bộ trực thuộc. Để tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở, Ban Thường vụ thị ủy đã chọn Đảng bộ xã Ninh Hải, nay là phường Ninh Hải và Đảng bộ trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia 1 tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các đơn vị. Đến ngày 28 tháng 6 năm 2020, cả 59 đảng bộ chi bộ đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đảm bảo đúng quy trình, quy định và hướng dẫn của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Có hai đảng bộ tiến hành bầu trực tiếp bí thư tại đại hội và trúng cử với số phiếu cao. Hiện Đảng bộ thị xã Nghi Sơn tiếp tục chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ hoàn thiện hồ sơ đại hội, tờ trình chuẩn y kết quả đại hội để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét chuẩn y theo quy định. Chỉ đạo kiện toàn các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở các xã phường theo đề án nhân sự đã được Ban Thường vụ thị ủy phê duyệt, đảm bảo chặt chẽ đúng quy trình quy định, đồng thời tập trung hoàn thiện các văn kiện đại hội, công tác nhân sự, công tác tuyên truyền và các điều kiện đảm bảo để tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 30 tháng 6, Hội đồng Nhân dân huyện Thường Xuân khóa 20 tổ chức kỳ họp thứ 10 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020. Đây là kỳ họp đầu tiên Hội đồng Nhân dân huyện thực hiện bàn họp không giấy. 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng giá trị sản xuất của huyện Thường Xuân ước đạt 13,7%, giá trị sản xuất nông lâm thủy sản ước đạt 397,9 tỷ đồng, đạt 41,4%. Các hoạt động văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật. Kết quả này đã thể hiện tính thống nhất, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của huyện ủy, hội đồng nhân dân huyện, ủy ban dân huyện và sự đồng lòng nhất trí của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Sau tháng cuối năm, ủy ban dân huyện Thường Xuân sẽ thực hiện 4 nhóm giải pháp trọng tâm về tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, quan tâm đến công tác giải quyết việc làm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội huyện Thường Xuân năm 2020. Theo chỉ thị số 15 của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 1 tháng 7, 100% văn bản hồ sơ công việc của Ủy ban dân cấp huyện được trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số trên môi trường điện tử. Ghi nhận đến thời điểm này, các địa phương đã chuẩn bị tốt trang thiết bị, tập huấn cho đội ngũ cán bộ để áp dụng, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, hướng tới xây dựng chính phủ điện tử phục vụ nhân dân. Một trong những nội dung quan trọng của chỉ thị 15 là yêu cầu người đứng đầu phải gương mẫu, đi đầu trong việc ký số và xử lý công việc trên môi trường điện tử. Như bình thường trước kia xử lý thì các trưởng phòng hay là lãnh cán bộ phòng phải gặp trực tiếp lãnh đạo để mà trình ký. Nhưng mà hiện tại thì theo quy trình thì chỉ đẩy lên mạng và bất kể lúc nào lãnh đạo cũng có thể xem, kiểm tra văn bản và để xử lý, giải quyết một cách kịp thời cho công việc. Như vậy cái hiệu quả công việc rất là cao và hai nữa là rút ngắn được cái thời gian để xử lý hồ sơ công việc. Để sẵn sàng cho việc triển khai thủ tục hành chính không giấy, ngoài trang bị đầy đủ hạ tầng, thiết bị, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương đã tập huấn cho cán bộ công chức nâng cao kỹ năng tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên môi trường mạng.
huyện đã triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, phần mềm một cửa điện tử, phần mềm theo dõi nhiệm vụ, thực hiện ký số văn bản, gửi nhận văn bản trên môi trường mạng và nhiều phần mềm chuyên dùng khác của các ngành. Đến nay, tỷ lệ văn bản điện tử đến ước đạt 80%, tỷ lệ văn bản điện tử đi ước đạt 98%, tỷ lệ văn bản điện tử được ký số đạt 100%, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân doanh nghiệp trong quá trình làm việc với huyện. Chúng tôi đã có 100% cán bộ công chức được trang bị máy móc thiết bị phục vụ cái công việc. Và chúng tôi đã niêm yết được trên 60 thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ở trên môi trường mạng. Thì đến thời điểm hiện tại có thể nói rằng là cái việc đáp ứng cái cho cái việc triển khai cái chỉ thị 15 của Chủ tịch Ủy ban tỉnh đến thời điểm này Quảng Xương đã rất sẵn sàng. Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, tính đến ngày 26 tháng 6, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã cơ bản đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin, ban hành kế hoạch và quy trình nội bộ về tiếp nhận, xử lý, ký số, lưu trữ văn bản điện tử để triển khai thực hiện tại đơn vị. Tuy nhiên, vẫn còn một vài địa phương chưa thực sự quyết tâm, sẵn sàng trong việc chuyển đổi giải quyết thủ tục hành chính từ môi trường làm việc trên giấy sang làm việc trên môi trường điện tử, mặc dù thời gian thực hiện đã cận kề. Một số đơn vị cũng chưa tập trung cao độ trong công tác chuẩn bị đảm bảo các điều kiện với phương châm là tức là chúng ta ứng dụng là từ trên xuống dưới, ứng dụng từ trong ra ngoài, ứng dụng từ việc nhỏ nhất, phạm vi nhỏ nhất, sau đó là nhân rộng và mở rộng ra điển hình. Thì mấu chốt vấn đề đó là thủ trưởng các đơn vị, nếu thủ trưởng vào cuộc thì như vậy là trong tổ chức đơn vị hay địa phương đấy là sẽ ứng dụng để thay đổi cái phương thức làm việc trong môi trường mạng. Có thể nói, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử là nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. Việc thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 15 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa không chỉ tạo điều kiện cho tổ chức cá nhân mà còn giảm áp lực giấy tờ công việc đối với các cơ quan quản lý nhà nước. Vì vậy, mỗi cơ quan đơn vị, mỗi cán bộ công chức phải thực sự xem đây là cuộc cách mạng thì mới có thể đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong tình hình mới, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm này, huyện Nông Cống có 21 trên 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân chung đạt 18,14 tiêu chí trên xã và đã đạt 6 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Trên cơ sở đó, huyện Nông Cống đang tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu xây dựng thành công huyện nông thôn mới cuối năm 2020. Với mục tiêu đến hết tháng 10 năm 2020, 7 xã còn lại sẽ hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Huyện Nông Cống đã phân bổ nguồn vốn hỗ trợ kích cầu để các xã xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng còn lại như nhà công sở xã, trường học, đường giao thông nông thôn. Hiện 7 xã đã hoàn thành từ 16 đến 18 tiêu chí. Các tiêu chí còn lại cơ bản đạt 80%. Phấn đấu đến 2020, xã Thượng Lĩnh sẽ về đích nông thôn mới. Thì theo kế hoạch của xã thì đến từ giờ đến cuối năm đang phải tập trung chỉ đạo quyết liệt về vấn đề là xây dựng nông thôn mới, và hiện nay 19 trên 19 tiêu chí đã gần cán đích. Tiêu chí số 6 thì bây giờ là đang cơ sở vật chất văn hóa của các thôn đang chờ cái quyết định cấp đất của tỉnh thì các thôn sẽ tiến hành xây dựng. Hiện nay thì nhân dân đã thu vận động tự nguyện của nhân dân đã đóng góp để xây dựng nhà văn hóa. Và con dân cũng có những cái đóng góp về xây dựng cái kết cấu hạ tầng nông thôn, rồi tạo việc làm mới, đặc biệt là cái chuyển đổi sản xuất trong nông nghiệp. Thì cho đến thời điểm này thì chúng tôi cũng đã cơ bản là hoàn thành 19 tiêu chí. Và đời sống của nhân dân thì từ lúc triển khai cho đến bây giờ thì đời sống dân được nâng lên rõ rệt. Xây dựng huyện nông thôn mới trong giai đoạn mới với nhiều khó khăn khi các tiêu chí nâng cao hơn, nguồn lực các xã về sau lại hạn chế. Vì thế, Ban chỉ đạo huyện Nông Cống xác định phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để hoàn thành mục tiêu 100% số xã đạt chuẩn và 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Trong đó, huyện sớm rà soát các tiêu chí, nội dung công việc còn lại để giao nhiệm vụ cụ thể cho từng địa phương, các ngành chức năng thực hiện. Đồng thời tập trung khai thác nguồn lực tại chỗ theo hướng phát huy thế mạnh địa phương để dồn sức cho xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, huyện Nông Cống cũng đã ban hành nhiều cơ chế chính sách khuyến khích các xã phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Chính sách hỗ trợ, kích cầu xây dựng các thiết chế văn hóa, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, với tổng số vốn đầu tư cho năm 2020 trên 100 tỷ đồng.
thì để tạo điều kiện và định hướng cho các địa phương cùng với huyện để về đích ấy, thì huyện đã ban hành các cơ chế chính sách để hỗ trợ tất cả các xã còn lại xây dựng đồng bộ các hệ thống hạ tầng, các thiết chế trong khu dân cư trên địa bàn xã. Và cái thứ ba đó là hỗ trợ các mô hình sản xuất và các ngành nghề mới trong nông nghiệp, nông thôn để thu hút được lao động. Thứ hai là tạo nhiều việc làm. Và cái thứ ba là chuyển dịch được cơ cấu lao động ở các địa phương này. Nhằm đẩy nhanh tiến độ, hiện nay huyện Nông Cống đang tích cực đầu mối với các đơn vị nhà thầu và khuyến khích động viên các địa phương nỗ lực hoàn thành các công trình còn lại, quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng thành công huyện đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2020. Sáng ngày 30 tháng 6, Hội Cựu Chiến binh tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Hội Cựu Chiến binh tỉnh lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017-2022 và sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm 2020. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Hội Cựu Chiến binh tỉnh lần thứ 6, nhiều chỉ tiêu đã được các cấp Hội Cựu Chiến binh trong tỉnh thực hiện đạt và vượt. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,56% xuống còn 1,53%. Hộ khá và giàu tăng lên 9,1%. 100% cơ sở hội có quỹ, bình quân đạt trên 700.000 một hội viên. Các cấp hội đã khai thác các nguồn vốn đạt hơn 1.977 tỷ đồng cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế, tạo việc làm cho gần 90.000 lao động là con em cựu chiến binh, phát huy tốt vai trò trong công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, cảm hóa đối tượng lầm lỗi, phối hợp với đoàn thanh niên, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau tháng cuối năm, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra trong năm 2020. Hội nghị đã tiến hành quy trình bổ sung ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ và ủy viên ủy ban kiểm tra Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022, trao bằng khen của Hội Cựu chiến binh tỉnh cho 4 tập thể có thành tích tiêu biểu trong tham gia phòng chống dịch COVID-19. Tiếp tục đầu tư đổi mới trang thiết bị, chú trọng chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động là mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới được Công ty Kinh doanh Than Thanh Hóa đặt ra tại lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập, mùng 1 tháng 7 năm 1975, mùng 1 tháng 7 năm 2020. Tại buổi lễ, các thế hệ cán bộ, lãnh đạo, nhân viên, người lao động và đối tác của công ty đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm quá trình vượt khó và phát triển của công ty qua các thời kỳ. Công ty Kinh doanh Than Thanh Hóa, tiền thân là Công ty Quản lý và Cung ứng Than Thanh Hóa, được Bộ Điện và Than, nay là Bộ Công Thương thành lập ngày 1 tháng 7 năm 1975 với nhiệm vụ quản lý nhà nước về mặt hàng than và phân phối tiêu thụ theo chỉ tiêu kế hoạch nhà nước cho nhu cầu sản xuất và đời sống dân sinh tại tỉnh Thanh Hóa và các vùng phụ cận. Trải qua quá trình phát triển và thay đổi mô hình quản lý, tên gọi, đến nay công ty đã trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu Công ty Cổ phần Kinh doanh Than miền Bắc. Năm 2019, sản lượng tiêu thụ than của công ty đạt hơn 1 triệu 300 nghìn tấn, doanh thu đạt trên 2.400 tỷ đồng. Đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công nhân viên, người lao động không ngừng được nâng cao. Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo trong kinh doanh, năm 2020 và những năm tiếp theo, Công ty Kinh doanh Than Thanh Hóa tiếp tục phấn đấu phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng hiệu quả và bền vững, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, thực hiện nộp ngân sách nhà nước đầy đủ và làm tốt công tác an sinh xã hội. Sáng ngày 30 tháng 6, Hiệp hội Doanh nghiệp Nông nghiệp An toàn và Hữu cơ tỉnh Thanh Hóa chính thức ra mắt. Hiệp hội Doanh nghiệp Nông nghiệp An toàn và Hữu cơ tỉnh Thanh Hóa hiện có gần 100 thành viên chính thức có nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết hội viên, tổ chức phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của hiệp hội và tham gia phát triển ngành nông nghiệp an toàn và hữu cơ. Khi tham gia vào hiệp hội viên sẽ được phổ biến pháp luật, chế độ chính sách của nhà nước, được hỗ trợ kết nối và xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, tìm kiếm chọn lọc công nghệ phù hợp cho từng mô hình canh tác chế biến, hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh giữa các hội viên. Từ đó tạo ra sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe con người, môi trường sinh thái, giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Thư viện tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị bạn đọc thiếu nhi năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Hội nghị tập trung đánh giá nhiệm vụ thu hút bạn đọc thiếu nhi. Ngay từ đầu năm, Thư viện tỉnh Thanh Hóa đã triển khai kế hoạch phục vụ bạn đọc thiếu nhi hè 2020. Bổ sung phục vụ tại kho thiếu nhi trong dịp hè là 3.000 bản sách, nâng tổng số vốn sách của kho gần 50.000 bản với đa dạng thể loại. Trong 6 tháng đầu năm,
thư viện cấp thẻ mới cho gần 1.000 bạn đọc thiếu nhi, bằng gần 70% số thẻ cấp mới trong cả năm 2019. Bên cạnh đó, để xây dựng có hiệu quả thế hệ đọc tương lai, Thư viện tỉnh Thanh Hóa còn tăng cường công tác phục vụ lưu động với phương châm sách đi tìm người. Cũng tại hội nghị, các em thiếu nhi được giao lưu, chia sẻ ý kiến đóng góp, nâng cao chất lượng đọc sách tại thư viện. Nhân dịp này, Thư viện tỉnh Thanh Hóa đã tặng 20 suất quà cho các bạn đọc thiếu nhi tiêu biểu năm 2019. Chương trình thời sự hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.